Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Minh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, quyền Tổng Giám đốc, ông Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cùng các ông bà trong Thường vụ Đảng ủy, các ông bà là thành viên Hội đồng Quản trị, trưởng các phòng ban đơn vị thuộc trụ sở chính. Tại buổi lễ, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã trao quyết định của Hội đồng Quản trị về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thu Hằng, trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khối khách hàng doanh nghiệp, giữ chức vụ trưởng phòng thị trường vốn, khối kinh doanh vốn và thị trường, và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Vietinbank Ba Đình, giữ chức vụ trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khối khách hàng doanh nghiệp. Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã chúc mừng và bày tỏ tin tưởng hai cán bộ được bổ nhiệm trên cương vị mới sẽ phát huy tốt nhất khả năng thích ứng, sự hiểu biết, sự đổi mới sáng tạo, nhanh chóng nắm bắt và triển khai hiệu quả công việc, dành trọn trái tim, trí tuệ, tâm huyết của mình để xây dựng tập thể nơi các cán bộ luôn chuyển đến, luôn đoàn kết, nhất trí, vận hành bộ máy thông suốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phát triển đơn vị an toàn, hiệu quả, bền vững, đúng định hướng chiến lược phát triển của Vietinbank. Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thu Hằng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bày tỏ sự vinh dự, lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị Vietinbank đối với mỗi cá nhân, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng nắm bắt công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị tin tưởng giao phó, góp phần vào thành công chung của toàn hệ thống Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.